Mời quý khán giả theo dõi các chương trình của truyền hình Sóc Trăng ngày mai thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021 gồm có 5 giờ 5 ca nhạc chọn lọc, 5 giờ 35 phim tài liệu du kích Sóc Trăng, 6 giờ Sóc Trăng ngày mới, 6 giờ 30 10 điều cần làm khi cách ly F1, F0 tại nhà, 6 giờ 35 chuyên mục khuyến nông khuyến ngư, 6 giờ 45 trang địa phương, 7 giờ 15 hướng dẫn F0 điều trị tại nhà, 7 giờ 30 truyền hình trực tiếp kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, 11 giờ vợ chồng son, 11 giờ 30 thời sự truyền hình Sóc Trăng, 12 giờ 5 phim Trung Quốc Tây Du Ký tập 7, 13 giờ bác sĩ Trương Hữu Khanh tư vấn F0 F1 cách ly tại nhà, 13 giờ 30 truyền hình trực tiếp kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, 16 giờ khỏe để sống vui, 16 giờ 13 truyền hình trực tiếp sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, 16 giờ 30 gia đình tài tử, 17 giờ phim Việt Nam giọt nước mắt hận thù tập 3, 17 giờ 55 thông tin dịch vụ thị trường, 18 giờ bản tin STB News, 18 giờ 15 chuyên mục khoa học và công nghệ, 18 giờ 30 thời sự truyền hình Sóc Trăng, 19 giờ bác sĩ tư vấn F0 điều trị tại nhà, 19 giờ 45 chuyên mục câu chuyện của nhà nông, 20 giờ bản tin Covid, 20 giờ 15 phim Việt Nam chiếc vòng ngọc quyết tập 30, 21 giờ 5 bản tin Covid, 21 giờ 20 alo bác sĩ nghe, 21 giờ 50 sân khấu cải lương hậu lưu kim đính, 22 giờ 50 thời sự truyền hình Sóc Trăng, 23 giờ 20 ca nhạc chọn lọc. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.